6. Chuẩn bị trang chưa? Dạ, kính thưa toàn thể gia đình, được sự lời mời của ông bà, hội dân vũ của thôn nhà có đến tham gia một vài tiết mục dân vũ để mừng kỷ niệm 45 ngày cưới của ông bà và mừng cho ông bà hưởng thọ cùng con cháu. Thưa ông bà, có câu trăm năm kết lối mặn lòng, giờ được hưởng phúc là nhờ chồng nhờ con. Xin cảm ơn chân thành ạ. Vâng. Xin chân thành đội xin chân thành cảm ơn đội dân vũ đã nhiệt tình mấy lời mời của gia chủ mà đến để cùng chung vui bên lại cả vợ chồng tôi kỷ niệm 45 năm ngày cưới, thì không biết nói gì, chỉ biết chân thành cảm ơn. Gia đình là số 1, lên nhà đây. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiếng cười mừng huyên nương xanh tươi, lễ ra ngón tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con bầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi. Sập sình nhạc vui quá vui, tiếng cười mừng huyên nương xanh tươi, lễ ra ngón tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vây chờ. Này cần đâu tuyệt vời ạ, đúng là đám cưới như mơ ạ. Vâng, xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay cho câu lạc bộ dân vũ Thôn Nghĩa Xuyên được không ạ? Vâng, và xin trân trọng được cảm ơn câu lạc bộ dân vũ Thôn Nghĩa Xuyên
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngay bây giờ chúng ta lại hướng về sân khấu. Vừa rồi chúng ta được chứng kiến một ca khúc không thể quên được bằng những năm tháng ông Tính và bà Trung cưới nhau, và đến hôm nay là kỷ niệm 45. Thật đó, một ngày cưới thật tuyệt vời. Và tiếp theo một tiết mục múa đặc sắc nữa, đó là cũng để mong trông bà luôn luôn được mạnh khỏe, trẻ mãi. Và với một giá cô đôi thượng ngàn qua sự thể hiện của câu lạc bộ văn nghệ Tôn Nguyên Xá, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón xem. Vâng, xin trân trọng được kính mời câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ văn nghệ Tôn Nguyên Xá với một giá cô đôi thượng ngàn. Xin trân trọng được kính mời.